Hôm nay mình sẽ làm bánh hoa cỏ mùa xuân các bạn. Các bạn xem cái bánh hoa cỏ mùa xuân của mình nó như thế nào nha. Cái phần mà làm cái bánh thì mình không có làm lại nữa. Thì đã có hai cái video mình đã làm bánh rồi. Nên các bạn muốn xem lại cách làm bánh thì xem lại ở những video trước nha. Còn hôm nay thì mình chỉ là trang trí bánh mà thôi. Cái kem á, mà để làm cái lớp kem ở trên đó là mình sử dụng kem mascarpone. Thì mình cũng không biết là ở những nước khác hoặc ở nước Việt Nam là kem gì nữa, nhưng ở bên Pháp và bên chị em bên Pháp, nếu muốn làm kem để trang trí lên bánh thì mình sử dụng cái kem mascarpone nha. Thì mình chỉ cần kem với lại mình đánh với lại đường đường bột á, là mình đánh lên trong vòng có 2 phút thôi là kem nó sẽ đặc lại như thế này và nó không có bị chảy các bạn. Nếu mình bắt chữ cũng rất là dễ luôn đó. Mình để bánh qua ngày hôm sau thì cái kem nó cũng không có bị chảy. Đó là cái cách mà để làm bánh kem các bạn. Nó rất là gọn, rất nhanh, nó không có mất nhiều thời giờ nữa. Các bạn, mấy anh chị em ở Pháp thì hãy thử tìm cái loại kem mascarpone nha. Ở chợ Tây nào cũng có bán hết. Thì hôm nay thì mình tự tay làm cái bánh sinh nhật luôn, với cái chủ đề là bánh hoa cỏ mùa xuân. Và cái lý do mà mình đặt tên á, là hoa cỏ mùa xuân á, thì các bạn cũng đã biết là hiện tại bây giờ nước Pháp đang là ở mùa xuân, và nước Pháp còn đang hạn chế cái việc mà đi lại á, trong cái nội quy của nhà nước. Nên là ngoài giờ làm việc thì mình đi về nhà và ra vườn để mà ngắm hoa, ngắm cỏ, rồi mình trồng hoa, trồng rau rồi cho nó vui thôi. Thì mình mới nghĩ ra, mình thấy những cái bông hoa, hoa bồ câu anh á, với lại mấy cái hoa cúc dại ở ngoài á, nên nó mình mới nghĩ ra một cái ý tưởng là làm cái bánh sinh nhật với lại đầy màu sắc hoa cỏ, rồi đầy màu những cái màu vàng, màu trắng của hoa và cái màu xanh của lá và mấy cái trái cây để cho nó có cái màu sắc tươi sáng. Thì mình cũng hy vọng qua cái mùa xuân này thì dịch bệnh nó cũng sẽ tan biến đi, để cho mà mọi người có cái cuộc sống nó vui tươi hơn. Đó là cái ý tưởng mà để cho mình làm ra được cái bánh sinh nhật tuyệt đẹp như thế này. Hôm nay thì Dung sử dụng cái trái cây là trái quả mâm xôi, quả việt quất và trái dâu. Thì quả việt quất nó có công dụng rất là tốt cho sức khỏe, là ngăn ngừa nhiều bệnh ung thư, sắc. Thì có hai cái loại, có hai bác bạn thấy nó có bông hoa màu vàng, đó là bông hoa bồ câu anh. Thì hoa bồ câu anh và rễ hoa bồ câu anh các bạn, là nó như là một cái liều thuốc như vậy đó. Nó làm hoa bồ câu anh đó thì nó không có nổi bật, nó không có quyến rũ giống như là hoa hồng, nhưng mà nó nghiêng về một cái sự giản dị dễ thương á, là nó mong manh mong manh. Nếu là như khi mà nó có cái hoa màu trắng á, chỉ cần một mình thổi một cái nhẹ thôi, hoặc cái luồng gió nó rất là nhẹ thì cái hoa nó bay đi đó, nó rất là đẹp. Thì cái công dụng của hoa bồ câu anh đó các bạn, là nó chữa cho mình, chữa đau cơ, chán ăn, đau bụng, rồi đau khớp nữa, lười tiểu, và cũng bổ cho máu nữa. Thì nếu như mà ở nhà mình có thì mình nên nhổ cái lấy cái rễ của nó mình nấu nước uống nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Còn hoa cúc thì mình có thể là nấu trà uống các bạn, để cho mình ngủ ngon giấc hơn á. Thank you.
mùa xuân. Mời cả nhà xem nha.